giỏi, ok. Anh này đứng gồng, mình gồng nó mạnh lắm. Ok, anh này mới kiếm chồng phải không? Chồng nữa, ok. Không được thôi, thầy khỏi rồi. Tốt, phải đánh mạnh nữa là đi nhanh, đánh mạnh là đi nhanh. Ờ, đúng rồi, đi nhanh là đánh mạnh đây. Ok, đi nhanh là đánh. Ok, vô bờ luôn. Đó, dạ. Rồi, em ơi. Bấm chưa? Bấm quay rồi phải không? Rồi. Xoay cho nó đó, vậy đúng không? Rồi. Quay qua. Xoay. Con xích ra để nó trúng nha. Cô dướng con làm không được nè, vậy nè. Xong rồi bẻ qua cái nữa. Rồi bẻ lên nè. Rồi mẹ bé nhìn heo học nha. Đó. Rồi cái này lên. Chỉ vậy thôi. Thấy không? Mình chỉ ở ngoài rồi, bây giờ mẹ bé quay cho nhớ thôi mà, đúng không? Là mẹ bé thấy cũng dễ hiểu đúng không? Đây con gì đây? Yeah, đáng không mang ha. Rồi cô Khánh đã chỉ xong rồi đó. Chúc bé con 4, 6 quay xuống. Quay xuống nha, quay xuống thành ra thành chữ này nè, chữ V ngược nè. Ok không? Rồi bắt đầu. Xong rồi mấy con mới xoay vô đằng trước, xoay vô đằng trước mặt của mình á, cho hai cái này nó bằng nhau là đúng. Đây nè, mấy con không có nhìn nè, nhìn nè nó thành chữ V mà con. Xong rồi nhìn cô xoay nè, nhìn xoay vô đằng trước. Rồi cái này cũng vô đằng trước, mình cầm cái chỗ tam giác nè, mình quay vô đằng trước nè. Ok không? Rồi mấy con làm theo cô Khánh nha. Đừng con vịn lại, đúng là con phải vịn lại như thế này. Xong rồi con xoay cái này vô đằng trước, này vô đằng trước, xoay đi con, xoay vô đằng trước. Rồi cái này cũng xoay vô đằng trước. Mấy con xoay được chưa? Rồi. Con nè, con chồng con vịn lại cái này nè, con vịn lại cái đúng rồi, con xoay vô được cái này đó, còn cái này nó xoay vô nó được. Cái tay này vịn nè con, cái tay kia xoay nè. Cầm đi. Vịn nào, 1 2. Con làm không có bằng nhau gì hết vậy? Con có đếm 6 đâu, 1 2 mới có 5 mà con đã xoay rồi nên nó không có bằng. Cô dặn là 6 mà. Con biết đếm không? Con học lớp mấy rồi? Lớp 4 mà không đếm được 6 nữa hả? Trời đất ơi, người ta đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con không đếm lại. Đếm 1, 2, 4, 6, xoay. Thấy ra ngoài gì đúng không? Có gì đâu không làm được. Đúng
không? Mình con làm đi con. Chưa chưa, nhìn con nè. Cái này nó về phía của mình nha, nó về phía trước chứ không phải về phía sau. Rồi bắt đầu nhìn nè, làm tiếp nào. Quay qua đây. Quay qua đây, đúng không? Mình gọi là mình đúng rồi đó, con làm đúng rồi đó. Con làm đúng chưa? Đang đằng sau, đang đằng sau. Con chồng á, con nè, đang 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 thẳng đúng không? Con đằng sau. Cái... đúng rồi đó. Ừ, đúng cái rồi. Cái này rồi bắt đầu nè, nhìn nè. Tiếp nha. Cho nó lên luôn, cho cái cây đuôi này lên luôn. Cái này lên luôn. Đó, thấy chưa? Nó ngồi đây nè. Nó ngồi nè. Con từ từ đi để cô chỉ hai bạn xong cô chỉ lại cho con. Sao con không đếm được? Cái này giống thua. Đây. Xoay đằng sau chưa? Rồi xoay cho nó lên như vậy, giống như nó đang ngồi nè, được chưa? Ủa, đang ngồi. Ừ, bạn này làm được rồi nè, con làm muốn đi. Ủa xoay đúng rồi, xoay cái này em mới học lớp 2 à. Xoay bên đúng nhau. Em mới học lớp 2 mà sao con? Rồi xoay lên luôn, xoay này lên luôn rồi. À, em mới học lớp 2 à mà. Nè. Bây giờ đặt cái này, cái tam giác này xuống đây, xong rồi mấy con xoay cái này ra đằng trước nè. Dịnh cái này lại nè, dịnh cái hình chữ nhật này xoay ra đằng trước nè. Được chưa? Dịnh này xoay ra đằng trước luôn nha, hai cái vậy. Hình chữ nhật xoay được chưa? Ra cái này chưa? Con xuống đi. Nè con dịnh cái hình chữ nhật, xong con xoay cái chữ không ra đằng trước cái này nha. Dịnh hình chữ nhật đây nè, dịnh hình chữ nhật này nè. Con dịnh nó đâu vậy? Con đang dịnh cái hình này mà dịnh này mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Con cái tay này dịnh, cái tay này xoay ra đằng trước. Cái gì vậy? Không chuyển thôi chị, không có ai rảnh đâu, làm nó lâu lắm, người ta bà điện đồ nhà nhiều lắm mới làm được, không con nhỏ được, dạ bố thôi. Rồi bên này làm cái gì không con? Rồi chưa? Con làm ra đằng trước thì thôi, con giỏi nó không làm được rồi này, nhìn nè nha, bắt đầu từ cái này con xoay lên, một cái này nè xoay lên cho con, xoay cái miếng này quanh lên luôn cho con, chưa? Rồi bắt đầu nè. Nhìn nè, mấy con xoay đi, Đấy con nè, xoay lên. Xoay bên này chưa? Ủa rồi mà. Lên rồi phải không? Bây giờ nè, nhìn nè. Cho hình tam giác, hình cái hình tam giác chưa? Cái này nè, cái này thành hình tam giác nè. Hình tam giác, tại con làm không đúng. Con làm đúng thì con mới làm được. Bạn này làm đúng nè. Rồi, con chỉ cần để tam giác lên là xong nha. Để rồi. Đó, bạn này làm xong rồi nè, để điện thoại lên đi con. Nè, để điện thoại lên nè. Chúc mừng con đã thành công. Đó, còn ngồi xuống.